Rồi chúng ta lại tiếp tục nhá. thì ở trong cái video trước của chúng ta là chúng ta đã tìm hiểu về cái thằng Zedex uh, rồi. thì ở trong cái video lần này của chúng ta chúng ta sẽ tìm hiểu những cái mặt hạn chế của cái thằng nhá. rồi thì uh, thực ra thì uh, uh, chúng ta sẽ phải uh, hình dung đấy là Ờ, tại sao mà cái thằng uh, React này nó không thể nào mà làm việc được trực tiếp với thằng HTML Nó mới sử dụng thông qua thằng JSX Và cái thằng JSX của chúng ta thì nó sẽ gặp những cái hạn chế như thế nào đúng không Đấy Thì uh, nếu mà ở trong cái video trước mà các bạn chú ý ấy, Thì chúng ta đã có một cái phần đấy là uh, Đấy là chúng ta sẽ phải chuyển cái HTML chúng ta chuyển qua lại giữa các cái class đúng nhỉ Đây Thì đây Để kéo màn hình đây sang cho mọi người thấy này Thì đây nhá thì có phải là mỗi một lần mà chúng ta muốn tạo ra một cái bộ HTML thì chúng ta sẽ phải viết kiểu như này đúng không? Và chỗ này thì uh, các bạn có chọn là ZX như này Rồi, thì ở đây các bạn thấy rằng chúng ta sẽ phải tạo bộ như này Và chúng ta thấy rằng là các cái class chúng ta bây giờ thì chúng ta sẽ phải gọi uh, là chúng ta sẽ phải uh, đổi tên nó thành là class name Chúng ta không để như thế được Đấy, thì đấy là một trong những cái điểm hạn chế của thằng ZX Đấy, thì... Uh, cũng không sao bởi vì là cái việc này của chúng ta thì nó có một cái các cái web, trang website nó hỗ trợ chúng ta trong cái việc đấy thì đây mọi người để truy cập vào trang tên là magic.react.net hoặc là mọi người mà không biết cách tìm kiếm nào mọi người chuyển tra như này cho mình này đấy là html to csx là sẽ ra thôi đấy nó ra ngay trang đầu mà đấy, thì đây sẽ có biên dịch cho các bạn thì đây nó có thêm một cái tùy chọn đấy là các bạn có tạo class không đấy. xóa đi thì nếu mà các bạn click thế này này thì nó sẽ tạo sẵn cho các bạn một cái bộ ờ uh, đấy, nó sẽ tạo sẵn cho các bạn một cái bộ uh, bộ 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 class để các bạn tí các bạn copy thì các bạn chỉ cần sửa tên mỗi cái new lần thôi. Đấy thành các cái tên component của các bạn. Đấy, còn không thì thôi. Ở à, đây mình không cần cái đấy. À, ví dụ như ở đây mình sẽ tạo ra một cái ví dụ mình tạo mình uh, lên bootstrap đi. Chóp đi. Bootstrap 4 nhá. sau đấy thì mình sẽ vào và mình lấy một cái một cái uh, nào đấy bất kỳ nhỉ. Yeah à, ví dụ các đi ở à, đây là bức cho bà các sát đúng rồi nhỉ vô lý <laughs> rồi các rồi đây ví dụ mình lấy thằng này đi nhá cái thằng này à, thằng này liên quan ảnh ảnh thì mình chưa cần mình chưa nhất thiết phải làm đến phần đấy rồi lỗi sắp mặt ta rồi mình copy thằng này vào bây giờ mình sẽ sang bên html và mình paste vào đây Đấy, thì nó sẽ tự động chuyển cho các bạn những cái thuộc tính mà các bạn cần, ví dụ như là class name thì nó sẽ chuyển cho các bạn, các bạn thấy không? Class name này nó chuyển hết cho các bạn nhá. Nó ví dụ như ở đây mình sẽ copy cho các bạn thêm một cái uh, một cái image nữa nhỉ. À, đây, mình copy image thì để xem nó có thay đổi cái src không nhá. Đấy, để xem là nó sẽ thay đổi những cái gì. Đấy. <laughs> Rồi, ok, đấy, các bạn thấy không? Thì nó sẽ chuyển cho các bạn ở bên này sang đến các cái class name mà các bạn cần này. Đấy, đúng không? Thì như vậy các bạn chỉ cần copy thôi. Bây giờ mình chỉ cần nó copy rồi mình sao chép vào bên kia. Nhá, thì ở đây mình đây, mình lấy cái đơn giản nhất là cái cát có tên body này thôi để chúng ta phục vụ cho những video sau thôi. Rồi ok, đấy thì nó tự động chuyển hết các class cho mình đúng không? Đấy, bây giờ mình chỉ cần copy về thôi. Đấy. Mình chỉ cần làm và mình copy về thôi. <laughs> đấy, như này, được chưa? rồi đấy thì đấy là cái điểm hạn chế thứ nhất là chúng ta sẽ phải chuyển những cái thằng này thì khá là mất nhiều thời gian khi mà chúng ta muốn uh, cái, muốn muốn divide một cái nào đấy uh, uh, một ra thành các con nhân này, đúng không thì chúng ta sẽ mất thêm một cái bước như thế nhưng không sao cả bởi vì chúng ta đã có tu hỗ trợ rồi thì uh, cái việc đấy chúng ta chỉ mất thêm cùng lắm là 5 đến 10 giây cho cái việc mà copy paste thôi nhỉ uh, với còn một cái mạng mặt, mặt hạn chế thứ hai thì hạn chế này nó không xuất hết nó không à, nó không xuất phát từ cái việc đó là của thằng diệt mà nó xuất phát từ cái việc đó là quản lý cái bộ xương code này của thằng common đấy là sao đấy là nếu mà các bạn viết này thì ok mình viết tiếp các cái cặp thẻ h 1 trong này ví dụ như là h 1 này h 1 như này và mình có thể viết tiếp ví dụ như là uh, hello đúng không? hello react đấy, thì các bạn thể viết được nhưng nếu mà bây giờ các bạn chỉ cần viết một cái cặp thẻ ở, ở ngoài này đấy, ngoài này h uh, 1 này h uh, 1 rồi và đây cận viết là a giờ Uh, react wow. arrow Đấy, thì giờ ví dụ mình Ctrl S lại một cái yeah. Được chưa? thì khi mà các bạn chạy ra ngoài này và các bạn sang bên ứng dụng này thì nó sẽ báo lỗi các bạn ấy Một cái lỗi nó có tên là error Và nó bảo là cái ZX Element này phải được grab Ở trong một cái thẻ đóng Và bạn muốn một cái Eric uh, Nếu mà các bạn không thích thì bạn thì sử dụng là ZX Fragment Thì khái niệm ZX Fragment này là cái gì thì chúng ta chưa quan tâm vội Mà chúng ta sẽ quan tâm là tại sao lại lỗi thì Đây, giống như cái lỗi của nó thì nó sẽ bảo chúng ta là nó phải được bao bọc ở trong một cái thẻ deep à, nó bao bọc trong một cái thẻ mà có thẻ đóng à, thì các bạn có thể cho nó ở trong bất cứ một cái thẻ nào cũng được ví dụ miễn là làm sao mà cái thằng return này nó chỉ cần quản lý một cái thẻ thôi ví dụ ở đây mình chỉ là span đúng không? các bạn kể cả bạn cho là span cũng được miễn là sao nó có cái thẻ đóng à, thì nhưng thẻ đóng là gì tức nghĩa là ví dụ span là có thẻ đóng này, img là không có thẻ đóng đúng không Uh, hay là input chúng ta không thể đóng thì chúng ta không thể để vào trong đấy còn ở đây chúng ta hoàn toàn được đấy mình Ctrl trộn s lại đấy. đấy thì nó sẽ chạy được được chưa bạn thấy không đấy thì nó đúng với cái ý của chúng ta được chưa đấy. rồi thì như vậy thì ở trong cái video này của chúng ta chúng ta chỉ chú ý những cái hạn chế của thằng diện mà chúng ta cần phải chú ý thực ra nó chỉ có hai điều thôi điều nhất đấy là chúng ta sẽ cần một cái tool trung gian để hỗ trợ để chuyển từ html sang diện tích và cái thứ hai đấy là Uh, nó sẽ quản lý thông qua một cái thẻ mà có thuộc tính đó là có thẻ đóng để chưa nhỉ và các bạn không được viết là đây các bạn không được viết kiểu ngang cấp này tức nghĩa là không được có hai level bằng nhau đấy, ở trong cái gdx như này được chưa mà các bạn bắt buộc phải có một cái thẻ deep để bao chứa hai bọn này đấy, hoặc là một thẻ span thì nói chung là bất cứ một thẻ nào mà có thể đóng được đấy, để cho nó nằm bên trong làm sau đấy thì nó chỉ có một cái thẻ deep ngoài cùng thôi nhá Đấy. Thì thực chất thì tại sao Mình sẽ đặt câu hỏi là tại sao nó lại phải như thế Thì rất là đơn giản thôi Bởi vì là chúng ta đã phải tách nó ra thành các component rồi đó, Chúng ta đã phải tách nó ra thành các component rồi Mà bây giờ chúng ta ở trong component Chúng ta lại còn phải tách tiếp các element ở trong đấy nữa Thì như vậy thì khi các bạn, các bạn nhớ lại ở Trong cái video trước chúng ta tạo cái mã dưới đấy không Chúng ta phải create element Thì làm sao mà chúng ta có thể tạo được các level bằng cấp đúng không Chúng ta chỉ có thể tạo được level đầu tiên này Sau đó bên trong có những gì Bên trong nữa có những gì Bên trong nữa có những gì Đúng không Đấy thì đấy là cái lý do. Rồi thì video chúng ta dừng ở đây thôi. Như vậy chúng ta có hai hạn chế và nhớ nhá. Đấy. Thì uh, nó cũng không gì lớn cả nhưng nói chung là nhiều bạn cũng sẽ, sẽ lại mắc phải những cái lỗi mà nó không đang có như này đâu Nên là thôi mình cứ làm hẳn một video luôn nhá. Rồi thì video này uh, dừng ở đây. Ở video sau của chúng ta thì chúng ta sẽ tập tạo ra một cái function component nhá. Đấy. Và <laughs> nó là cái gì thì ở video sau chúng ta sẽ tìm hiểu.